thứ gì vậy? Không thể nào, sao nó lại ở đây được nhỉ? Tao chưa từng thấy con mèo nào to như vậy đấy táo. Mặt nó ghê quá. Nhưng loài mèo là loài thân thiện. Tao sẽ làm gì đó để thuần hóa nó. Mày có thể vuốt nhẹ nó xem sao. Nguyên tắc thuần động vật là dịu dàng. Để tao thử. Đứng yên đấy. Mày bóp vào cái mỏ nó xem sao. Tao vẫn nghĩ loài mèo là thân thiện. Răng nó bén quá. Chết cha. Chạy mau. Chuyện gì vậy? Bị ma nhát à? Không. Chỉ là một con mèo to. Nó không thân thiện. Tướng hai ông mà sợ con mèo sao? Quay vào làm việc đi. Tôi cho người đi xử lý nó ngay đây. Dừng lại. Đừng có nhúc nhích. Đây là một con mèo chúa. Tao là thằng duy nhất thế giới này thuần phục được nó thôi. Chạy thôi. Công trường bây giờ đã thành một ổ mèo rồi. Thế giới đã không còn chỗ cho chúng nó trú ẩn nữa rồi.